Đức lên tiếng báo động vì tình trạng khẩn cấp ở Ukraine. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục tấn công vùng Kursk bằng UAV. Kẻ ám sát hụt ông Trump định nổ bom để tẩu thoát. Nga khẳng định sẽ không can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Nước thành viên NATO đe dọa tiến đánh Israel. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine. Tờ Z của Đức mới đây đã lên tiếng báo động về tình trạng khẩn cấp ở Ukraine. Theo đó, nếu mất quyền kiểm soát Minograd, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đối mặt với sự sụp đổ của mặt trận. Tờ Z của Đức cho biết, Minograd nằm trên tuyến đường tiếp tế chính giữa Pokrovsk và Chasovia. Hầu hết hoạt động hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực đều phụ thuộc vào nó. Nếu quyền kiểm soát thành phố được chuyển sang tay người Nga và đường tiếp tế bị gián đoạn, thì Ukraine sẽ phải đối mặt với nguy cơ này. Cần lưu ý rằng nếu không thiết lập được hệ thống hậu cần, vị thế của quân đội Ukraine có thể thay đổi đáng kể. Tác giả bài báo cũng cho biết thêm, tình hình quân đội Ukraine ở hai trong ba khu vực quan trọng nhất của mặt trận đã xấu đi rất nhiều trong bối cảnh Nga tấn công. Tờ Z nhận định, tuy nhiên, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn ở phía Tây, trên mặt trận ở khu vực. Các đơn vị Nga tiến về phía Tây đã có thể chiếm được làng Progress và dường như đã bao vây gần như hoàn toàn các vị trí của Ukraine ở phía Bắc khu định cư này. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 7, tổng thiệt hại của quân đội Ukraine trong 24 giờ qua lên tới 1.930 người, 4 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 2 phương tiện chiến đấu hệ thống tên lửa phóng loạt, 23 pháo giã chiến và súng cối, cùng 28 đơn vị đặc nhiệm xe quân sự. Ngày 29 tháng 7, Moscow cáo buộc Ukraine đã phóng khoảng 20 máy bay không người lái UAV vào khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga kể từ đợt tấn công bắt đầu vào cuối tuần trước, phá hủy một kho dầu ở đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên trang Telegram rằng hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 19 UAV được phóng từ Ukraine trong đêm. 9 máy bay không người lái đã bị tiêu diệt ở Belgorod, 5 chiếc bị bắn hạ tại Bryansk và số còn lại rơi xuống Voronezh và Leningrad. Tất cả các khu vực này đều nằm ở phía tây nước Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra số lượng máy bay chính xác mà Kiev đã sử dụng trong cuộc tấn công lần này. Ông Andrei Smirnov, thống đốc Kursk cho biết, lính cứu hỏa vẫn đang cố gắng dập tắt đám cháy kho dầu trong khu vực do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra vào đêm 27 tháng 7. Các cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nhỏ trong một số tòa nhà. Tại khu vực Orion, một nhà máy điện đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện vào đêm 28 tháng 7. Theo các nhà quan sát, Ukraine thường tấn công có hệ thống nhắm vào cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và quân sự của Nga để ngăn nước này tiếp tục sản xuất và vận chuyển vũ khí, quân nhu phục vụ cuộc xung đột giữa hai nước. Hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine dường như sẽ sử dụng sân bay quân sự ở nước ngoài, có thể là Ba Lan, làm nơi đồn trú cho các máy bay chiến đấu. Trong khi đó, những sân bay quân sự trên lãnh thổ Ukraine sẽ được sử dụng để tiếp nhiên liệu và bổ sung đạn dược. Nguồn tin cũng cho biết động thái của Kiev nhằm hạn chế khả năng tấn công của lực lượng Nga, với lý do một cuộc tấn công vào lãnh thổ quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ lập tức kích hoạt cuộc đối đầu quân sự Nga và NATO. Hiện cả Ukraine và Ba Lan chưa bình luận về các thông tin trên. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết máy bay F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan đang được chuyển đến Ukraine. Chúng sẽ xuất hiện trên bầu trời Kiev vào mùa hè này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này cần ít nhất 128 máy bay chiến đấu F-16 để có thể sánh ngang với không quân Nga. Tuy nhiên đến nay, tổng số lượng máy bay mà các đối tác phương Tây cam kết với Kiev là khoảng 80 chiếc. Liên quan đến vụ tấn công hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Pennsylvania, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ Michael McCaul mới đây cho biết, tay súng đứng sau vụ tấn công ông Trump đã muốn đánh lạc hướng bằng thuốc nổ để có thể trốn thoát. Trả lời tại phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, Giám đốc FBI Christopher Wray cho rằng, cuộc điều tra về vụ xả súng tại buổi vận động tranh cử của ông Donald Trump đã phát hiện một máy bay không người lái và thiết bị nổ có thể kích nổ từ xa trong xe của Thomas Cruz.
Ngoài ra, Thomas Cruise cũng có một máy phát, mặc dù việc kích nổ từ xa có khả năng sẽ không hiệu quả. Tuy nhiên, FBI vẫn chưa xác định được động cơ của Thomas Cruise. Cựu chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện McCone đã cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch của Thomas Cruise trước vụ ám sát. Trong chương trình Face the Nation của CBS, ông McCone cho biết, điều thú vị là anh ta có một thiết bị nổ trên người và hai quả bom trong xe. Kế hoạch của anh ta là ám sát cựu tổng thống và đánh lạc hướng bằng cách cho nổ tung chiếc xe của anh ta ở phía bên kia khu đất, sau đó trốn thoát. Các tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ Mỹ đã bắn hạ Thomas Cruise ngay sau vụ nổ súng. Cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn khi đang phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở thành phố Butler thuộc bang Pennsylvania, Mỹ vào hôm 13 tháng 7 theo giờ địa phương. Thời điểm đó, ông Trump được cho là đã ngã xuống và được đội ngũ an ninh che chắn. Vài phút sau, cựu Tổng thống đứng dậy và được hộ tống ra đoàn xe. Tiếp tục cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev mới đây đã lên tiếng khẳng định Nga sẽ không can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Kết quả sẽ do chính người dân ở xứ sở cờ hoa quyết định. Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS ngày 28 tháng 7, ông Medvedev nhấn mạnh Nga chắc chắn sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Câu hỏi ai sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ dành cho cử tri nước này? Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Moscow sẽ trao cơ hội sửa chữa quan hệ và xoa dịu căng thẳng toàn cầu cho Tổng thống tương lai của Mỹ. Song ông đánh giá tình hình không mấy lạc quan. Ông Medvedev đổ lỗi các xáo trộn và bất ổn trên thế giới hiện nay cho Mỹ và các đồng minh phương Tây. Trước yêu cầu bình luận về nhận xét của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đương kim lãnh đạo Nhà Trắng Joe Biden là Tổng thống tệ nhất trong lịch sử đất nước, ông Medvedev đáp, lịch sử sẽ đưa ra đánh giá sâu hơn về hành động của Tổng thống Mỹ, tôi sẽ không đoán trước bất cứ điều gì. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga quả quyết, nước này đặt ra mục tiêu ngăn chặn các chính trị gia liều lĩnh ở Mỹ, gây ra thảm họa toàn cầu và hy vọng các đồng minh, đối tác sẽ ủng hộ Moscow hoàn thành điều đó. Giới chức Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của ông Medvedev. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết đã huy động được 200 triệu đô la Mỹ và tuyển được 170.000 tình nguyện viên mới ngay trong tuần đầu tiên kể từ khi bà được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Tổng thống Joe Biden hồi tuần trước đã quyết định không tái tranh cử và ủng hộ bà Kamala Harris làm ứng cử viên thay thế trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong thông báo trên mạng xã hội X, ông Rob Flaherty, phó điều hành chiến dịch của bà Kamala Harris cho biết, trong số 200 triệu đô la Mỹ huy động được trong tuần đầu tiên, 66% là từ các nhà tài trợ mới. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, dù ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa vẫn duy trì lợi thế so với bà Kamala Harris, nhưng khoảng cách đã được rút ngắn hơn rất nhiều, trung bình từ khoảng 6% xuống còn 1-2%. Điều này cho thấy cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính. Trước đó, hồi đầu tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết đã huy động được 442,8 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 và có 284,9 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Bà Kamala Harris hiện nhận được sự ủng hộ của đa số đại biểu dự kiến tham dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tháng 8 tới. Điều này đảm bảo khả năng bà sẽ trở thành ứng cử viên Tổng thống chính thức của Đảng. Giáo sư người Mỹ Alan Lichtman, người từng đoán đúng chiến thắng của hai ông Donald Trump và Joe Biden, mới đây đã đưa ra lời dự báo bất ngờ về bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ông Lichtman nổi tiếng là người có những dự đoán chính xác dựa trên hệ thống gồm 13 câu hỏi, chỉ có thể trả lời có hoặc không. Công thức 13 chìa khóa vào Nhà Trắng được Lichtman và nhà toán học nổi tiếng Vladimir Kilisborok đưa ra vào năm 1981. Kể từ đó, nó đã được sử dụng để dự đoán kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với độ chính xác cao. Nếu câu trả lời cho 6 câu hỏi trở lên là có, điều đó luôn có nghĩa là đảng đương nhiệm sẽ thắng. Nếu câu trả lời cho 6 câu hỏi trở lên là không, cử tri sẽ quay lưng lại với đảng cầm quyền. Các câu hỏi bao gồm tình hình kinh tế đất nước, tình trạng bất ổn xã hội, sự xuất hiện các vụ bê bối, những thành công và thất bại lớn của các ứng cử viên, cũng như sức hút cá nhân của họ. Nhà khoa học chính trị cho biết bà Harris sẽ thắng. Bà ấy ghi được 8 có và 5 không. Giáo sư nhấn mạnh dự báo cuối cùng sẽ được đưa ra sau Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8, khi đảng này chính thức công bố ứng cử viên của họ. Ông Lichtman đã dự đoán kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ từ năm 1984.
Trong thời gian này, ông dự đoán người chiến thắng 9 lần và chỉ sai 1 lần. Khi năm 2000, dự đoán chiến thắng thuộc về ứng cử viên đảng Dân Chủ Al Gore, nhưng đại diện đảng Cộng Hòa George Bush đã thắng. Vì cuộc bầu cử đó bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối tái kiểm phiếu ở Florida, nên giáo sư cho rằng dự đoán của ông đã chính xác ngay từ đầu. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Mọi người trước đây cho rằng sẽ do Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đại diện tham gia. Nhưng sau màn trình diễn thảm bại của ông trong cuộc tranh luận hồi tháng 6 với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, thì những lời kêu gọi trong các đảng viên Dân Chủ yêu cầu Biden từ bỏ cuộc đua ngày càng gia tăng. Ngày 21 tháng 7, ông quyết định rút khỏi cuộc đua và ủng hộ việc đề cử Phó Tổng thống Kamala Harris vào chức vụ cao nhất của chính quyền Mỹ. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông. Trước bối cảnh cuộc xung đột đang dai dẳng kéo dài ở dải Gaza, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng cảnh báo nước thành viên NATO này có thể đưa quân tiến vào Israel. Theo đài RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời đe dọa trên khi phát biểu tại một cuộc meeting của Đảng Công lý và Phát triển AKP cầm quyền vào hôm 28 tháng 7. Ông Erdogan tuyên bố, chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể tấn công Palestine giống như cách chúng ta đã tiến vào Karabakh và tiến vào Libya. Có lẽ chúng ta sẽ phải làm điều tương tự. Không có gì chúng ta không thể làm được, chúng ta phải mạnh mẽ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã ám chỉ đến sự tham gia tích cực của các lực lượng Ankara và cuộc nội chiến Libya cũng như các cuộc giao tranh gần đây ở khu vực Karabakh của Azerbaijan. Chính quyền Baku đã chiến thắng trong cuộc xung đột ở Karabakh và giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai này với sự hỗ trợ từ cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Song, trước đây chưa có báo cáo nào về sự tham gia trực tiếp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào giao tranh. Mặc dù từ lâu đã định vị bản thân là người ủng hộ quan trọng cho sự nghiệp của người Palestine, nhưng cho đến nay, ông Erdogan vẫn gần như tránh đe dọa tiến đánh Israel. Tuy nhiên, cảnh báo cứng rắn mới của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Liban. Sau phát biểu của Tổng thống Erdogan, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz đã lên tiếng so sánh nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Ngoại trưởng Israel viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Erdogan đang đi theo con đường của Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Ông ấy nên nhớ những gì đã xảy ra và kết cục của nó. Trong bối cảnh lo ngại xung đột leo thang giữa phong trào Hezbollah tại Liban và Israel sau vụ tấn công vào cao nguyên Golan ngày 27 tháng 7, chính phủ các nước Mỹ, Na Uy và Ireland vừa kêu gọi công dân rời khỏi Liban. Đại sứ quán Mỹ tại Liban ra tuyên bố cho biết môi trường an ninh ở Liban vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Theo đó, kêu gọi công dân Mỹ cân nhắc việc đi đến Liban. Tương tự, Bộ Ngoại giao Na Uy kêu gọi công dân rời khỏi Liban vì các cuộc tấn công xảy ra trong 24 giờ qua có thể làm leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel. Bộ Ngoại giao Ireland cũng hối thúc công dân hạn chế mọi chuyến đi đến Liban và khuyến cáo công dân Ireland đang ở Liban rời khỏi nước này trong khi vẫn còn các tuyến vận tải thương mại. Ngày 27 tháng 7 đã xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu định cư Maidan Shams ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 thanh thiếu niên và trẻ em thiệt mạng. Israel cho rằng Hezbollah thực hiện cuộc tấn công này, trong khi Hezbollah phủ nhận cáo buộc trên. Các quan chức Israel cảnh báo sẽ mở rộng và gia tăng giao tranh ở biên giới với Liban. Nối tiếp chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Kun-sik mới đây cho biết Triều Tiên có thể đang cân nhắc một vụ thử hạt nhân gần thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để nâng cao vị thế của nước này. Theo hãng tin Bloomberg, cảnh báo trên đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên được cho là đang triển khai các đầu đạn mới có khả năng tấn công Mỹ và các đồng minh của nước này ở châu Á. Ông Shin cũng cho biết Seoul sẽ ký thỏa thuận với Nhật Bản và Mỹ để chuẩn hóa quy trình theo dõi tên lửa phóng từ Triều Tiên. Ông đã đến Tokyo để ký thỏa thuận với Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo lợi ích trong hợp tác an ninh, bao gồm đẩy mạnh tập trận chung. Ông Shin nhận định, Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành thử hạt nhân khi có quyết định. Chúng tôi không thể loại trừ khả năng thời điểm quyết định đó diễn ra ngay trước hoặc sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ để tăng đòn bẩy chống lại Washington. Lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân gần đây nhất của Triều Tiên diễn ra vào hồi tháng 9 năm 2017. Theo các chuyên gia, đây được xem là quả bom nguyên tử mạnh nhất của nước này cho đến nay, với sức công phá ước tính từ 150 đến 250 kiloton. Trong báo cáo được công bố vào tháng 1 năm 2023, Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul ước tính Triều Tiên đang sở hữu khoảng 80 đến 90 đầu đạn hạt nhân. Nước này đang hướng tới mục tiêu sở hữu từ 100 đến 300 đầu đạn trong dài hạn. Ông Shin cho biết, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu chia sẻ dữ liệu thời gian thực về các vụ phóng tên lửa kể từ tháng 12 và đã đưa ra các quy trình vận hành tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin.
Chuyến thăm Nhật Bản của ông Shin là chuyến thăm đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc tới quốc gia Đông Á trong 15 năm qua. Hợp tác giữa Tokyo và Seoul đã phát triển sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức cách đây khoảng 2 năm và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ từng rạn nứt do các vấn đề lịch sử. Ngày 29 tháng 7, chính quyền tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho biết có ít nhất 2 vụ vỡ đê đã xảy ra ở khu vực sông Tương Giang. Hơn 4.600 người dân đã được sơ tán, hiện chưa có báo cáo về thương vong. Vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, một vụ vỡ đê đã xảy ra ở đê Sisin của thị trấn Jisuhi, huyện Tương Đàm. Theo báo cáo, lúc 21 giờ 40 phút, vết vỡ đã mở rộng hơn 50 mét và đến 3 giờ 58 phút sáng ngày 29 tháng 7, vết vỡ đã mở rộng đến 77 mét. Hơn 3.800 người đã được sơ tán đến khu vực an toàn, chưa có báo cáo về thương vong. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết 1.205 người, bao gồm cảnh sát vũ trang, dân quân và lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đã được huy động vào công tác cứu hộ và cứu trợ. Giới chức địa phương cho biết các nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại 4 trường học địa phương để phục vụ những người dân phải sơ tán khỏi 2 ngôi làng Sintang và Sinhu. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 28 tháng 7, một vụ vỡ đê khác đã xảy ra ở một đoạn sông Jansui thuộc thị trấn Huoxi. Ít nhất 800 người dân đã được sơ tán. Con sông này đổ vào sông Tương Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử. Theo báo cáo của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão Gemi, Hồ Nam hứng chịu những trận mưa lớn và một số khu vực của tỉnh sẽ xuất hiện những trận mưa cực lớn từ tối ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, cơ quan tình báo Ukraine cho biết quân đội nước này đã điều khiển máy bay không người lái UAV vượt quãng đường kỷ lục 1.770 km, tương đương 1.100 dặm, tấn công một căn cứ không quân của Nga ở Murmansk. Tờ Pravda dẫn các nguồn tin tình báo cho biết, cuộc không kích này nằm trong một chiến dịch tấn công mới của Ukraine, trong đó UAV được sử dụng rộng rãi để tấn công các căn cứ không quân và nhà máy lọc dầu của quân đội Nga. Quyền thống đốc khu vực Alexei Smirnov cùng ngày cho biết, 3 bồn chứa tại một kho dầu ở vùng Kursk của Nga đã bốc cháy do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Ukraine. Không ai bị thương trong vụ tấn công và đám cháy ở một trong 3 bồn chứa đã được dập tắt nhanh chóng. Ít nhất 82 lính cứu hỏa đã tham gia dập tắt đám cháy ở 2 bồn chứa còn lại, ông Smirnov cho biết trên trang cá nhân Telegram. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Moscow đã tiêu diệt 2 máy bay không người lái của Ukraine tại vùng Kursk. Trước đó, Ukraine cho biết lực lượng tên lửa của nước này đã thực hiện một cuộc tấn công vào một sân bay quân sự của Nga ở Crimea, điểm cất cánh của các máy bay ném bom được sử dụng trong các cuộc giao tranh. Bộ tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết sân bay Saki của Nga ở phía tây Crimea là mục tiêu mới nhất vừa bị tấn công và đang đánh giá hậu quả. Quân đội Nga thường sử dụng sân bay Saki để kiểm soát bầu trời ở Crimea và Biển Đen. Các máy bay Nga cất cánh từ sân bay Saki cũng có thể tham gia các nhiệm vụ tập kích trong lãnh thổ Ukraine. Nhờ khả năng bay độ cao 1.000 mét nằm ngoài tầm bắn của súng và súng trường tự động, máy bay không người lái đã được sử dụng rộng rãi trong suốt thời gian giao tranh giữa Nga và Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Kiev đã đầu tư nguồn lực vào UAV trong nước để thu hẹp khoảng cách về khả năng tấn công với Nga. Ukraine cũng đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa và các mục tiêu của Nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu. Ngày 27 tháng 7, Nga tuyên bố quân đội nước này vừa chiếm được ngôi làng Luhanska thuộc vùng Donetsk nằm ở phía đông Ukraine, tạo bàn đạp tiến quân về hướng thành phố Borovsk. Ngôi làng Luhanska nằm cách thành phố Borovsk, Ukraine, mục tiêu chiến lược mà quân đội Nga đang nhắm tới khoảng 24 km. Theo bản đồ chiến trường tình báo nguồn mở, nhờ vị trí thuận lợi nằm ở ngã tư đường bộ, đường sắt, Pokrovsk là một điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở phía đông. Hiện Ukraine vẫn chưa xác thực thông tin trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã ngăn chặn thành công 37 cuộc tấn công của quân Nga tại khu vực này. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky cho biết Moscow đang đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận. Lưu ý rằng các lực lượng của Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát ở các đảo nhỏ trên sông Dnipro gần thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Theo tướng Sersky, các trận chiến dữ dội cũng diễn ra gần một số làng mạc và thị trấn phía đông Ukraine, bao gồm Krasnohorivka và Chasivya. Trong đó, Chasivya nằm trên địa hình cao, nên việc giành được thị trấn này sẽ đưa Nga đến gần hơn mục tiêu đe dọa các thành phố quan trọng mà Kiev còn kiểm soát ở vùng Donetsk. Hồi đầu tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết nước này kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ Ukraine trong năm nay
và tiếp tục đẩy lùi lực lượng của Kiev dọc theo tiền tuyến. Các chuyên gia quân sự cho rằng Nga có được tốc độ tiến công này là một phần do Ukraine cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hôm 11 tháng 7, Nhà Trắng thông báo lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên đang trên đường đến Ukraine và sẽ có mặt trên tiền tuyến vào mùa hè này. Tổng thống Zelensky kỳ vọng điều này sẽ bổ sung vào không lực đang thiếu hụt của quân đội Kiev, tạo nên bước đột phá mới trên bầu trời. Trong bài phát biểu ngày 28 tháng 7 tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga tại thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Putin cảnh báo nếu Washington triển khai tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026, Nga sẽ bố trí những tên lửa tương tự trong phạm vi tấn công của phương Tây. Hồi đầu tháng, Washington cho biết sẽ bắt đầu triển khai hỏa lực tầm xa ở Đức vào năm 2026 trong nỗ lực chứng minh cam kết của mình đối với NATO và phòng thủ ở châu Âu. Các cuộc triển khai theo đợt của Mỹ là để chuẩn bị cho việc bố trí lâu dài nhiều loại vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình SM-6 và Tomahawk, cũng như các vũ khí siêu thanh đang phát triển có tầm bắn xa hơn kho vũ khí châu Âu hiện tại. Tổng thống Putin cảnh báo rằng động thái này của Mỹ có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng tên lửa kiểu chiến tranh lạnh. Trong bài phát biểu, ông cho biết, thời gian bay đến các mục tiêu trên lãnh thổ chúng tôi của những tên lửa như vậy, trong tương lai có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, sẽ là khoảng 10 phút. Chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp tương ứng, có tính đến các động thái của Mỹ, các vệ tinh của nước này ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Ông cũng cảnh báo nếu Mỹ có các động thái tương tự, Nga sẽ tự coi như đã rút khỏi lệnh tạm dừng triển khai vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn từng thông qua trước đây và sẽ thực hiện các bước để tăng cường năng lực cho các lực lượng hải quân. Ngoài ra, theo Tổng thống Nga, việc phát triển một số hệ thống tên lửa tương tự của nước này đang trong giai đoạn cuối. Cũng trong bài phát biểu, ông Putin ca ngợi Hải quân Nga là người bảo vệ biên giới trên biển đáng tin cậy của chúng ta và là niềm tự hào, vinh quang của đất nước. Ông nhấn mạnh sức mạnh Hải quân của Nga có được là nhờ những nỗ lực và tài năng của các thủy thủ, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực của lực lượng này thông qua đào tạo và tăng cường thêm nhân sự, trang bị cho các tàu tên lửa siêu thanh, tăng cường cơ sở hạ tầng ven biển, tình báo và phòng không. Theo nguồn tin của Reuters, báo cáo tình báo giải mật của Mỹ cho biết, tổn thất về nhân sự và xe bọc thép của Nga do quân đội Ukraine gây ra làm chậm quá trình hiện đại hóa quân đội của nước này. Mỹ đánh giá xung đột quân sự ở Ukraine khiến 315.000 binh lính Nga thiệt mạng và bị thương. Theo báo cáo giải mật của tình báo Mỹ, Nga bắt đầu cuộc xung đột quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022 với 360.000 binh lính. Từ đó đến nay, chuyên gia phát hiện hơn 315.000 quân Nga, tương đương khoảng 87% tổng số quân tham gia cuộc chiến đã thiệt mạng hoặc bị thương. Những tổn thất này được cho là lý do khiến Nga nới lỏng tiêu chuẩn tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ quân sự. Những tổn thất nêu trên buộc Nga thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt để duy trì khả năng chiến đấu. Nga tuyên bố huy động một phần trong 300.000 quân vào cuối năm 2022 và cho phép tuyển dụng tù nhân và thường dân lớn tuổi tham gia cuộc xung đột ở Ukraine, Reuters dẫn nguồn tin cho hay. Quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt với 3.100 xe tăng, nhưng đã mất 2.200 xe và phải bù đắp bằng xe tăng T-62 sản xuất vào năm 1970, khiến quân đội chỉ còn 1.300 xe tăng trên chiến trường. Trong khi đó, Kiev xem tổn thất của mình là bí mật nhà nước và nhiều quan chức cho biết việc tiết lộ con số này có thể gây tổn hại đến nỗ lực chiến đấu. Tờ New York Times từng dẫn nguồn quan chức Mỹ đưa ra con số thương vong của Ukraine lên tới gần 70.000 người. Trên tạp chí Tisden của Ukraine, nhà sử học Yaroslav Tinchenko xác nhận 24.500 người Ukraine thiệt mạng trong xung đột Nga-Ukraine. Thông tin giải mật của tình báo Mỹ về số binh sĩ Nga thương vong được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm vũ khí quân sự để nước này chiến đấu với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định tiếp tục ủng hộ ông Zelensky và cảnh báo các nhà lập pháp rằng họ có thể trao chiến thắng vào tay Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.